Có hai cách để làm bài này. Một cách thứ nhất là các bạn kéo thả, dùng cái dao diền có sẵn để kéo thả. Cách thứ hai là các bạn viết cốt. Nhưng viết cốt trong trường hợp này thì các bạn phải rất là tỉ mỉ, hiểu không ạ? Đấy, và nó sẽ lâu. Đấy, có hai cách như vậy thì tạm thời cô sẽ hướng dẫn các bạn cách là kéo thả để các bạn làm quen, đúng không? Các bạn đỡ chán, đúng không? À, tuy nhiên thì trong quá trình cô dạy thì có nhiều bạn hay lắm, người ta chỉ thích viết cốt thôi. Tại vì viết cốt thì các bạn dễ điều khiển cái cốt, đúng không ạ? Nên nó không thích kéo thả. Đấy. À, ví dụ cái bài toán này. Bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách để bố cục luôn nhá. Các bạn bài assignment nhìn cách bố cục nào. Nhưng mà khi các bạn làm bài assignment thì cô lại yêu cầu các bạn là không, có thể là không dùng bố cục này, có thể dùng một bố cục khác và có thể làm đẹp hơn. Thêm icon, thêm background, thêm nhiều thứ vào đây nhá. Và cô sẽ đặt yêu cầu vậy. Thì những cái người mà làm đẹp, làm thêm background, thêm rất nhiều thứ vào thì sẽ được cộng điểm. Và muốn được điểm tối đa thì các bạn phải làm đẹp hơn cái này nữa, làm hay hơn thì sẽ được điểm tối đa. Còn nếu mà chỉ làm cái này thôi thì chỉ 9 thôi là maximum, hiểu không ạ? Rồi cộng cả điểm làm việc nhóm, rồi cộng cả điểm sáng tạo thì các bạn mới được 10. Đấy, hỗ trợ người khác vân vân thì các bạn mới được 10. Thì ở đây ta sẽ quay sang cái bài ha. Và không chỉ làm một form, các bạn phải làm thêm một vài form nữa. Ok. Thì ở đây các bạn để tạo form nè. Cái này được gọi là frame. Frame, đúng không ạ? Thì các bạn để tạo frame, để tạo form, các bạn click chuột phải, new, reframe. Các bạn đặt tên frame. Các bạn đặt tên frame. Ví dụ các bạn là quản lý sinh viên, nhân viên đi ha, thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện này. Đấy, giao diện design, con scope, các bạn click vào source, các bạn ra vào đây, scope. À, nó sẽ tự sinh. Đấy, cái này là design, đúng không ạ? Ok. Ở trên này là palette, cái chỗ này là cái khung, cái bảng để các bạn kéo thả, đúng không ạ? Các cái thành phần ở đây, các cái này được gọi là các điều khiển hay còn gọi là các control. Thì các bạn học web thì các bạn thấy nó cũng có những cái control tương tự như thế này. Khi sau này đến cái bài gần cuối của web nó sẽ có một cái bài nói về cái này, đúng không ạ? Còn cái bảng bên này, cái panel bên này được gọi là thuộc tính. Thì mỗi thành phần nó sẽ có một cái thuộc tính. Ví dụ cái này nó là một cái frame thì nó cũng có thuộc tính của frame, đúng không ạ? Rồi ta bây giờ ta sẽ làm giao diện như thế nào, các bạn nhìn nha. Đầu tiên các bạn sẽ kéo kích thước nó vừa với cái nội dung, đúng không ạ? Vừa với nội dung. Sau đó các bạn xem cái bố cục của nó. Ở đây ta sẽ có các cái vùng làm việc. Cái vùng thứ nhất là để nhập thông tin. Vùng này là để button. Cái này là dùng để dữ liệu, load dữ liệu. Thì ở đây các bạn thấy có cái đường mờ mờ, thấy không? Đấy, thì đó là panel. Cái đường border mờ mờ ở bên này, góc bên phải đó, nó là cái panel, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ ta sẽ phân tích thành phần nè. Cái chữ quản lý nhân viên thì ta dùng cái label nhãn. Những cái chữ này thì đều dùng label nhãn. Những cái chữ màu đỏ này đều dùng nhãn. Cái này dùng text view, text view, hiểu không ạ? Cái này, những cái này là button. Những cái này là button. Cái viền mỏng mỏng ở đây thì nó là cái panel. Còn cái ở dưới này là cái bảng, cái table. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ xác định xong. Thì bây giờ ta kéo thả. Quản lý nhân viên thì các bạn dùng cái label, các bạn kéo vào đây. Quản lý nhân viên. Ok. Rồi.
Đây là một cái label, các bạn có thể sửa cái dữ liệu đây. Quản lý nhân viên ở Tech ha. Ok. Cho nó kích thước nó bự lên, to lên, cái này chữ đậm thì các bạn vào phông màu kích thước bự lên. Đấy, cái phông chữ thích tròn phông nào các bạn chọn phông đấy. Nó sẽ là quản lý nhân viên. Căn giữa thì các bạn vào cái horizontal, chọn central nó nằm giữa. Đúng không ạ? Cái tiếp theo là các bạn chọn cái này, mã nhân viên. Đấy, các bạn chọn text view. Đấy, căn bên phải nhé. Đấy. Cái này các bạn để là mã nhân viên. Đấy, kéo ra giãn nè. Rồi. Và cái này là text view. Đấy. Ok. Các bạn có thể xóa cái này đi. Text view không có gì cả. Xóa cái text ra đi. Và lưu ý, click chuột vào cái text view xong đặt tên. Mỗi cái text field các bạn phải đặt, mỗi cái control, mỗi điều khiển các bạn đặt tên. Đặt tên để nhằm mục đích gì, để sau này các bạn gọi tới nó một cách dễ dàng. Tránh trường hợp để cái tên ngầm định là text field 1, text field 2, text field 3. Sau này các bạn tìm nó không, các bạn sẽ không hiểu là text field 1 dùng để làm gì, text field 2 thì dùng để làm gì. Hiểu không ạ? Thì ở đây cô sẽ để là đặt lại tên vào code, các bạn đặt lại tên. Variable name các bạn đặt tên là txt text field. TXT mã nhân viên. Enter cái đặt tên. Đó. Cũng tương tự cho những cái khác. Nếu cô ở đây cô chỉ làm tên và mã và tên tuổi thôi. Rồi như vậy. Đấy, các bạn có thể copy. Đấy, cái này các bạn để là tên. Sửa cái này lại. Đúng không? Chỗ này cũng đổi lại tên. Đó. Thay vì nó copy nhân viên 1 thì các bạn là txt tên. Thế. Rồi giả sử tuổi chẳng hạn. Đây, các bạn để đây. Đổi cái này thành tuổi. Đấy, các bạn chỗ này các bạn đổi thành tuổi. Đây các bạn đặt tên lại nó là txt tuổi. Vậy thôi, được chưa? Rồi tiếp đến cái này là button thôi. Cô không còn viết nữa. Cái này là một cái panel. Một cái panel để làm panel các bạn vào đâu? Cái panel đây. Nó là một cái container, cái vùng để chứa những cái thành phần khác. Đấy. Thì cái panel này cô dùng để chứa các cái button. Cô cho vào đây. Đấy, ta nắm button ta kéo vào. Cái panel này các bạn muốn định dạng nó thì các bạn click vào panel. Xong các bạn cũng chọn property. Các bạn chọn cái border, cái viền cho nó. Đấy, có nhiều viền. Ok, title không có. Chọn cái viền bất kỳ nào đấy. Power border, line border. Đấy. Thickness là cái độ rộng của nó. Thì nó sẽ có cái border. Thấy không ạ? Những cái border này nó hiện, cô để cho các bạn nhìn thấy thôi. Các bạn có thể chọn các loại border khác ha. Hiểu ý không? Đấy, nó sẽ mờ mờ, nó đẹp hơn. Để các bạn nhìn thấy. Rồi kéo cái button vào đây. Đúng không ạ? Button 1, bây giờ các bạn để button 1, các bạn để new. Đổi tên lại, các bạn để là new. Đúng không? Đây. Các bạn cũng có thể chọn định dạng, chọn phông, chọn background, chọn bất cứ cái gì ở đây. Đúng không? Foreground. Đúng không? Đấy, cái thứ hai các bạn có thể kéo, các bạn chọn là save, delete.
vân vân. Đó, các cái bất tần. Đây các bạn để là save. Và những cái bất tần này các bạn cũng để cho cô cái gì ạ? À, đặt tên cho nó nha. Đặt tên à. Rồi new thì các bạn để là button new. Đó. Save các bạn để cho cô là button save. Chưa? Đấy. Sau đến bây giờ đến table. Cô để làm ví dụ thôi ha. Các bạn chọn table. Nó sẽ có re table. Đâu ạ? Re table đâu ạ? Đâu nhìn không ra. Đây table. À tạm thời các bạn để đây. Nó sẽ bị kéo xuống đúng không? Các bạn nắm kéo lên giúp cô. Các bạn muốn ngắn hay là muốn dài hay muốn như nào thì các bạn kéo lên. Rồi bây giờ ở đây các bạn sẽ kéo lên cho vừa cái khung cho nó đẹp. Đấy, vừa khung các bạn nhìn thấy. Thế lưu lại. Được chưa ạ? Ra giao diện chưa ạ? Rồi bây giờ chạy. Nhấn Shift F6 để chạy thôi. Đó. Ok. Cái này là button. Cái này là table. Cái này là các cái field để các bạn nhập liệu. Được không ạ? Ok. Rồi. Thì cái này là cách để bố cục giao diện. Thì các bạn sẽ học môn Java 3, các bạn sẽ có một cái môn, có một cái bài nói về các cái layout. Và tốt nhất là các bạn nên lên tìm hiểu. Cô chỉ các bạn một cái trang web, các bạn có thể tìm hiểu là Java 2 giây. Đúng rồi đó, chấm com. Không hiểu sao nó gắn với 2 giây. Đúng không? Java 2 giây. Thì cái trang này các bạn nó có rất nhiều cái demo. Đấy. Trong này nó có ví dụ các bạn chọn cái học ha. Có hai phần. Phần này là phần basic, phần này là cái này là basic, cái này là how to. Trong cái how to này thì nó sẽ có rất nhiều cái demo. Còn basic này là nó sẽ nói về lý thuyết và một số cái demo. Ok. Và các bạn muốn vào kiếm tìm hiểu thì các bạn tìm hiểu có cái swing, Java swing. Đây, Java swing tutorial. Cái guide hướng dẫn nè. Cái mà các data đang học chính là Java swing. Và để các bạn học về cái layout thì nó sẽ có bao nhiêu layout. Thì dễ ở chỗ như này nè các bạn. Là các bạn khi các bạn chọn layout, chọn vào cái gì đó thì nó sẽ có hướng dẫn và có các cái code demo. Các bạn có thể chọn các code demo. Đúng không ạ? Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn chọn cái how to. Chọn Java swing how to. Thì nó là các cái demo. Đấy. Ví dụ như các bạn demo về cái gì? Demo về cái layout. Nó sẽ toàn bộ các bạn click chuột vào đây là các cái demo thôi. Và các bạn copy code để chạy. Hiểu không ạ? Copy cái code này đưa vào chạy trực tiếp luôn. Và cách làm ví dụ như này nhá. Cô chọn là để resize grid size nè. Grid size cái layout ha. Đấy, sau khi các bạn thay đổi cái frame này nó sao? Copy cái Ctrl C. Được chưa? Vào đây. New cái. Đó. Chọn Java class bình thường thôi. Finish. Ctrl A, Ctrl V. Đương nhiên nó sẽ bị lỗi bởi vì cái main này nè nó không đúng. Cho nên các bạn đổi tên file thành main. Đúng không ạ? Lưu lại. Chưa? Yeah. Hết lỗi. Hết lỗi và chạy thôi. Run file. Cái này là border layout nè, cái này là flow layout panel nè. Cái này là border layout panel, cái này là flow layout panel. Có hai cách nhưng mà hai cái này viết code khác nhau. Thì mình sẽ xem code. Đấy, khi cái này resize thì cái này resize theo, cái này không resize theo. Thấy không? Ok. Có những cách như vậy. Các bạn có thể tham khảo.
Và cách học nhanh nhất là mình có thể học cách học từ cốt của người khác. Người ta làm rồi, mình làm theo, mình làm đi làm lại nhiều lần, mình sẽ nhuần nhuyễn, hiểu không ạ? Nhưng mà có một cái nhược điểm hơn mà các bạn sẽ gặp vấn đề ở đây. Tức là trong khi các bạn đang học kéo thả mà ở đây người ta viết cốt. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể tham khảo cái cốt và cách viết của người ta, hiểu không ạ? Tham khảo. Khi viết cốt như này, người ta viết sẽ ngắn, rất là ngắn. Trong khi đó, một cái cốt mà các bạn nhìn nha, cốt mà các bạn thấy kéo thả generate cốt nào, cực kỳ khủng khiếp. Với lại là cốt này không có sửa trực tiếp vào đây được, mà các bạn phải sửa bên design cơ, mà sửa nó tương đối khó khăn. Đấy, muốn sửa cái cốt này nhá, các bạn phải sang design, xong các bạn muốn sửa thì các bạn sửa vào customize code, xong tùm lum nó phải sửa đây. Nó rất là cực ha. Cái gì cũng có giá phải trả. Cái này dễ, cái này thì khó, cái kia viết khó hơn một tí, nhưng mà sau này chỉnh sửa nó lại dễ. Ví dụ như vậy. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ ta nói một chút nữa về cái click chuột, cái quản lý cái sự kiện. Thì các bạn khi học môn này, các bạn vẫn có thể vận dụng được sang cái môn web. Bởi vì sao? Nó quản lý giao diện và quản lý sự kiện y chang như môn kia vậy thôi. Hay là JavaScript cũng vậy thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy này, sự kiện là gì? Khi click chuột lên đối tượng, đầu tiên là click chuột lên, giả sử như cái điều khiển là button, hay là click chuột lên, lên gì đấy ạ? Lên table. Tại sao lại click chuột lên table? Bởi vì là khi tôi làm việc đây, khi click chuột thì các bạn có phải là table là dòng dữ liệu không? Thì click trên dòng dữ liệu này nó sẽ hiển thị dữ liệu lên trên, thì các bạn phải xử lý cái sự kiện, đúng không ạ? Xử lý sự kiện. Đấy, on click thì xử lý sao? Thì cô chỉ giới thiệu ngắn gọn thôi để về các bạn nghiên cứu tiếp. Đó là muốn xử lý sự kiện on click thì các bạn, một là các bạn click đúp vào cái button này, đúng không ạ? Sau đấy nó sẽ hiển thị đơn trỏ tới cái dòng code này, và các bạn phải nhìn nha, ở đây là cô đang click vào nút button new, đúng không? Đúng chưa? Chờ cô tí nhỉ. Rồi tiếp, các bạn phải nhớ là khi cô đặt button new thì cô, các bạn rõ là các bạn đang click vào button new. Còn nếu các bạn mà không đặt tên thì click vào button nào các bạn không có biết, hiểu không ạ? Ok. Rồi bây giờ ta xử lý, tôi sẽ làm cái demo nhỏ nhỏ như sau. Tức là khi cô click chuột thì cô gõ chữ ở đây, nó sẽ show lên một cái dialog, đúng không ạ? Bật ra một cái message box á, hiểu không ạ? Bật lên thì nó sẽ xử lý như thế nào. Đây, đầu tiên là tôi phải lấy được dữ liệu ở đây ra. Và cách lấy dữ liệu như sau, tôi để ở trong scope này luôn nha. Cô sẽ để là biến thứ nhất là biến mã là kiểu string, đúng không? String mã gắn bằng cái biến, cái field khi nãy cô đặt là txt mã, đúng không? Chấm get text, đúng không ạ? Get text là để lấy cái chuỗi ở trong cái field khi nãy, đúng không? Field các bạn có tên là txt mã, tương tự các bạn có string tên gắn bằng txt tên, đúng không? Chấm get text. Giao diện thì các bạn kéo thả thôi, nhưng khi các bạn xử lý các bạn phải viết code, không phải là xử lý lại kéo thả nữa, không biết lấy đâu kéo, đúng không? Rồi tuổi các bạn là string tuổi gắn bằng txt tuổi chấm get text. Nếu như tuổi các bạn để kiểu in thì lưu ý các bạn phải ép kiểu, hiểu không ạ? Ép kiểu nó sang là integer chấm pass in, đưa cái chuỗi này vào, ép kiểu như vậy. Đấy, bởi vì cái text, cái mà các bạn lấy ở trên cái giao diện luôn luôn là text, hiểu không ạ? Nó là text.
nó là tết thì các bạn muốn ép, muốn gà nó thành kiểu in thì các bạn phải ép kiểu nó, được chưa? Rồi bây giờ show ra ngoài, show ra ngoài thì ta có cái GIF option pen. Đây là bật ra một cái message box. Show message box. Đấy, trong đó show ở đâu? Did. Rồi giá trị các bạn muốn show, giá trị các bạn muốn show là cái gì ạ? Mã cộng nháy nháy phẩy cộng tên. Cô sâu mã và tên trước tuổi thôi, khỏi gõ nha. Rồi, ở đây các bạn ghi là thông tin. Phải. Chỗ này là các bạn ghi option pen, option pen chấm information message. Ok. Cô enter xuống dòng các bạn nhìn. Những cái này thì nhìn nó vậy nhưng mà các bạn viết vài lần các bạn nhớ, nó chỉ viết đi viết lại vậy thôi. Đấy, cái đoạn code nó ngắn vậy thôi. Tức là nhìn thì cô tưởng là dài nhưng mà không có dài. Ha, run file này. Bây giờ cô sẽ show là tên ha. Rồi new cái. Rồi nó lỗi. À cái này nó báo là input string. Cái này là number format exception. À, ok. Ra chưa? Bởi vì khi nãy là gì đấy, cái tuổi này cô ép kiểu, mà bởi vì cô không có dữ liệu, nó hiểu là dấu trắng, mà dấu trắng thì không ép được. Ta phải bắt lỗi chỗ đấy nhá. Ta phải bắt lỗi chỗ này. Ok. Rồi thì ta show được message chưa ạ? Ta xử lý sự kiện xong. Ok. Đó thì toàn bộ bài hôm nay. Về các bạn xem clip này là các bạn có thể làm được bài rồi.